Đây, ít ít loại đam DOT mấy này. Ủa? À DOT vẫn giữ phong bài cũ mà, đúng rồi, DOT vẫn giữ phong bài cũ. Nhưng mà chắc chắn 100% đi sau. Bảo đảm đi sau luôn, không thể nào đi trước được Edith này được. Edith cùng bên xanh nữa. Rồi. Đi. Đi sau rồi đi rồi. Rồi, đó sau kia nó bóp nhiêu? 180 triệu. Ừ, cũng trâu rồi, hình như chơi chủ xếp hương trâu. Sau này Burot về tụi nó toàn follow up cho Burot rồi. Burot đam to rồi, đam là 450 triệu thôi. Trời ơi 1 tỷ. Ôi Burot chữ 500 chạy đam 1 tỷ. Vãi à. Cái tâm bay này anh tự làm hay là kiếm trên mạng hay tự làm chứ làm gì kiếm trên tự làm gì có ấy luôn nè. Cái tâm bay này là tự làm chứ làm gì trên mạng mà có ấy nè. Hình ảnh trên kênh này là toàn anh tự làm ở đó chứ làm gì mà ấy. Thương bay này là anh tự làm đó chứ làm gì mà có trên mạng ấy. Hình về tự cắt tự làm cái banh cái hình thương bay rồi mấy cái thương bay anh làm BB á vậy là em không coi anh rồi. Mấy cái thương bay mà anh để hình ảnh BB là toàn anh tự làm đúng chứ đâu. Rồi xong rồi lâu lâu anh lấy anh đăng lên anh để anh cắt trên video like để hình cho đỡ nhạt like chứ. Di tháp ở tầm 5-6 điểm tầm đó. Tại DOT này không đi trước anh ơi, chịu rồi. DOT này mà đi sau rồi chỉ có ăn cám cò. DOT tầm này mà đi sau rồi chỉ có chết thôi. À đấy, chút nữa em muốn coi đúng không? Anh mở cho coi. Nói tự làm thì cũng tin. Trời ơi, hàng tự làm đó mấy anh em. Chứ đâu có ai, đâu có thuê editor là thuê designer để mà vẽ dùm đâu. Hàng tự làm đó. Ảnh này là cái ảnh cái trận video BBB trận gần mới đây nhất á, em lên trên kênh con trận BBB gần mới đây nhất thành nó chỉ là hai bức hình ghép lại xong mà làm mờ thôi. どんどん行くよ。 Who you call?
Ok. Trận tiếp theo là XX quýnh với lại vòng bán kết. Hoài mẹ XX trận chung kết còn gặp mấy đối thủ mềm cũng ta. Vì vòng ngoài là mấy ông top tự loại nhau hết rồi. Trận cuối toàn gặp mấy ông mềm luôn à. Đây trận này thì chơi năm đầu, trận hồi nãy thì chơi con siêu Tatsumaki. Hoài mẹ mấy ông này đảo bài liên tục mấy ông à. Mấy ông, mấy ông thấy ông người nè, tôi phao lại chỗ này tôi nói một tí mấy anh em. Mà là mấy anh em thấy ông top server người ta chơi, người ta có một cái chuẩn phơm, một cái tiêu chí rõ ràng về tướng, về cái kiểu gặp hồi sinh là phải chơi năm đầu UR, gặp đồ hình không có hồi sinh thì đi full công, gặp đồ hình chón nhiều thì chơi G4, người ta đi một cái phơm, người ta đổi bài liên tục đấy mấy anh em. Người ta hơn thua, người ta hạt co gì mấy anh em server Việt Nam chơi một đồ hình để đó chịu đại thua rồi đổi thừa rồi này kia. Ừ, một lượt mấy anh em, này nó dọn sàn mà. Nó cầm năm đầu rồi, nó cắm hồi sinh thì một lượt rồi đúng rồi mấy anh em. Tuần này edit quýnh hay quá, tuần này edit quýnh bay quá mấy anh em, để theo dõi edit hết dòng. Tuần này edit quýnh đúng bay mà. Quýnh người ta đảo bài liên tục, không có để cho một cái đội hình mình nó chết. Cái một đội hình mình chơi một con nó dễ bị counter lắm, nhưng mà chơi gì chịu khó phải ngồi canh, phải chịu khó ngồi canh mới được. Trời, game một game BK có 3 phút xong.